Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi thực sự rất muốn bóc phốt 10 sự thật về BGG. Nếu bạn là học sinh, sinh viên và kể cả là phụ huynh đi chăng nữa, thì bạn cũng đã từng nghe cái tên BGG này rồi đúng không nào? Vậy thì BGG là ai? BGG viết tắt của Blue Galaxy Group là một trong những tổ chức giáo dục cung cấp các chương trình về học bổng toàn phần, về thực tập có lương hàng đầu tại Việt Nam. Các mảng BGG hoạt động là gì? Blue Galaxy Group hiện sở hữu các thương hiệu con gắn với 3 mảng hoạt động chính. Thứ nhất, du học gồm có 2 phương thức: du học học bổng và du học định cư. Thứ hai, việc làm gồm có 2 dạng: việc làm ở nước ngoài và thực tập có lương. Tiếp theo nữa là tổ chức sự kiện cũng gồm có 2 kiểu luôn: tổ chức các chương trình về hội thảo và sự kiện hoạt động xã hội. Vậy thì chương trình đào tạo của chúng tôi là gì? Chúng tôi có đào tạo về tiếng, các khóa học ngắn hạn từ 2 đến 3 tháng sẽ đảm bảo đầu ra cho các bạn sinh viên tại BGG. Nào là về tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức và nhiều thứ tiếng khác nữa. Nhưng nếu bạn ở xa chúng tôi, các bạn khó khăn trong việc đi lại để học thì phải làm sao nhờ? Đừng lo lắng, chúng tôi có đào tạo online, đào tạo qua hệ thống video trực tuyến. Các bài giảng miễn phí đã được biên tập đầy đủ và đảm bảo chất lượng cho các bạn, cũng chẳng kém gì khi các bạn học trên lớp đâu nhé. Chung quy lại, giá trị cốt lõi mà BGG muốn mang lại cho khách hàng là gì? Chúng tôi là một đơn vị thâm niên lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, mang lại sự hài lòng về dịch vụ chuyên nghiệp, niềm vui khi được chăm sóc, tư vấn và trò chuyện trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Phương châm của chúng tôi thể hiện điều gì? Giá trị sức trẻ, thể hiện tinh thần trẻ. Chúng tôi khao khát được cống hiến, chinh phục những khó khăn và những cuộc phiêu lưu, từ đó mang lại giá trị cho khách hàng và cả xã hội. Trong năm 2020, chắc hẳn các bạn cũng biết đến dịch Covid-19 bùng nổ, phải không nào? Nó làm ảnh hưởng việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên khá là nhiều. Vậy thì mùa Covid-19, BGG hoạt động như thế nào? Các bạn đừng quá lo lắng, nơi nào khó, nơi đó có chúng tôi. Mặc dù là trong thời điểm khó khăn như vậy, nhưng mà công cuộc mở đường cho các bạn sinh viên chưa bao giờ là ngừng lại. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng hỗ trợ các bạn thực hiện ước mơ của mình và chúng tôi xem đó là nhiệm vụ của BGG. Với tinh thần nhiệt huyết như vậy của chúng tôi mang đến cho khách hàng và học viên, họ đã nói gì về chúng tôi? Chào bạn, bạn có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết là mình tên gì, mình học ngành gì và sắp trường của em sắp học là trường gì không? Dạ, em tên là Đinh Thị Mộng Khang, em sắp học trường Đại học Chân Lý ạ. Em học ngành gì? Em học ngành quản trị công nghiệp ạ. Dạ, em tên là Lê Thị Tuyết Ngân, sắp tới em sẽ học trường Chân Lý, ngành kinh tế học. Em tên là em tên là Sương. Em học ngành du lịch ở trường Chân Lý. Vậy thì ngày hôm nay khi mà bạn biết bạn đậu visa thì cảm xúc của mình khi mà mình biết mình đậu visa như thế nào? Em em vui sướng không tưởng tượng là mình đã đậu visa. Dạ sợ. Dạ hồi hộp, dạ sợ. Rất là hồi hộp và căng thẳng. Mong đợi nữa. Vậy thì em có lời gì để gửi đến Blue Galaxy không nè? Dạ, rất là yêu quý các anh chị và các thầy cô của Blue Galaxy ạ. Dạ, em cảm ơn các anh chị BGG đã hỗ trợ cho em được đi du học và lấy được học bổng của trường. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay mình cũng có một món quà muốn gửi tặng cho bạn. Chúc cho bạn học ở bên Đài Loan thật là tốt nhé. Đây. Cảm ơn chị. Rồi, và chúc cho Khang sẽ có được một chuyến học tập thật tốt ở bên Đài Loan ha. Rồi, chị sẽ gửi cho em một món quà. À, đây là một món quà chị sẽ gửi cho em để mà mình làm kỷ niệm ha. Dạ, rồi, chị cảm ơn nha. Dạ. Đây là món quà của chị gửi cho em, hy vọng là mình sẽ làm món quà làm kỷ niệm nhé. Dạ, em cảm ơn ạ.
chưa dừng ở đó đâu nha. Sau đây sẽ là những gương mặt tiêu biểu của BGG. Ôi chào, ôi những gương mặt vô cùng đáng yêu, vô cùng cực kỳ dễ thương. Các bạn còn giúp đỡ nhau trong cái việc học tập, trong cái việc sinh hoạt khi mà các bạn xa nhà ở bên nước ngoài nữa. Nói tới đây thôi là cảm thấy nhớ các bạn ứng viên BGG quá đi à. Một số nước đã hợp tác của chúng tôi như là châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương. Nếu các bạn muốn liên hệ với chúng tôi thì cực kỳ dễ dàng, chuyện nhỏ, chỉ cần đến 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là đã có thể gặp chúng tôi rồi đó. Hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại luôn cho lẹ bằng cách liên hệ số hotline 0931 406 464. Đương nhiên là sẽ được tư vấn miễn phí nhé. Các bạn vui lòng chia sẻ và liên hệ với chúng tôi nếu mà bạn muốn du học bằng học bổng không đồng, thực tập có lương tại nước ngoài. Đừng ngại mà liên hệ với chúng tôi đi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì bye bye.